ưu điểm của em á là khá là ngoan. Em chỉ đi chơi là về sáng sớm thôi, chứ còn khuya quá là em không có về. Đi chơi là về sớm nha mọi người, nhưng mà sáng sớm về. Tình trường em thì có hai mối tình sinh thức. Thì em gọi người yêu cũ là kỳ nghỉ lễ, tại vì chưa có mối tình nào vượt quá một tháng. Lâu nhất á là 21 ngày, còn nhanh thì là 7 ngày. Tiêu chí bạn trai của em thì khoảng tầm 81 cái tiêu chí á. Xin được mời bạn nữ. Mời nhà trai. Rồi, mời đi trai. Rồi, bây giờ nhà gái giới thiệu về mình trước đi nè. Dạ, em chào chị Ngọc Lan. Em chào anh Quyền Linh. Chào em. Dạ, em chào bạn Nam ạ. Em tên là Ngân và hiện tại là em đang làm bên lĩnh vực nhân viên kinh doanh bất động sản của công ty bên Bình Tân. Dạ, em sinh ra và lớn lên tại miền Tây, nhưng mà là Tây Nguyên ạ. Tại là em đang sinh năm 1991 ạ. Tây Nguyên mà ở vùng nào em? Đắk Lắk, Kon Tum, Gia Lai? Dạ em ở Đắk Lắk ạ. Mời em trai. Chào đến chú Quyền Linh, chị Ngọc Lan, và đặc biệt chào bạn kế bên. Em tên Nguyễn Trung Mỹ, hiện tại 32 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Tây Ninh, nghề nghiệp là quảng cáo. Trung Mỹ có ưu điểm khuyết điểm gì? Trung Mỹ ưu điểm thì là nói chung là người sống tình cảm, khuyết điểm thì cũng có, là nói chung là về cái thời gian cần làm công việc đó, nói chung là sắp xếp công việc nó không được, cái khoảng cách công việc nó không được thoáng, rồi tính toán nó sẽ... cái thời gian làm công việc nó không được tốt khi... đúng không? Dạ. Mời nhà gái. Ưu điểm của em á là khá là ngoan. Em chỉ đi chơi là về sáng sớm thôi, chứ còn khuya quá là em không có về. Đi chơi là về sớm nha mọi người, nhưng mà sáng sớm về. Thêm một cái nữa là em rất là chung thủy trong tình yêu, thay đổi người yêu khi nào mà cảm thấy không phù hợp. Bạn trai mà nghe nói bạn gái đi chơi thiếu trễ quá, đi luôn tới sáng luôn về. Có mấy người lớn tuổi ta nghe không? Vậy là dạ ta... không chị. Thì thường em là đi hay trước 11 giờ là em về. Đi chơi sáng là ví dụ như là đi chơi xa thì mình phải đi qua sáng. Đi đêm, dạ. Đi qua đêm. Đường tình duyên của em trai sao nè? Em thì trong trải qua có hai mối tình chính. Mối tình đầu tiên là 4 năm rưỡi, mối tình thứ hai là trải qua cũng 8 năm. Trời đất ơi, mười mấy năm yêu luôn á hả? 32 mà mười mấy năm yêu đương rồi, chưa tính mấy mối tình phụ 2-3 tháng cộng lại nữa đó. Dứt khoát chưa? Dạ rồi. Giờ trống trải hết chưa? Dạ không. Thôi vậy an tâm rồi. Mình kể về tình trường của mình đi em. Tình trường em thì có hai mối tình sinh thức. Thì em gọi người yêu cũ là kỳ nghỉ lễ, tại vì chưa có mối tình nào vượt quá một tháng. Lâu nhất á là 21 ngày, còn nhanh thì là 7 ngày. Thường thường em thấy mấy bạn nó sao? Dạ mấy bạn nói sao? Hoặc có thể là do em không hiểu mấy bạn hay sao á, nhưng mà em cảm giác như là mối tình đầu tiên á là 21 ngày á, cái đó là do lúc đó còn trẻ. Còn cái người sau này á, người ta thích mình giống như là cái cơn gió nó thoáng qua á, nên là em nghĩ là mình nên rút lui. Cô gái này rất xinh đẹp luôn, không có ai mà thích qua thoáng qua đâu. Đó, bây giờ bắt đầu một cái hành trình mới nè, là chúng ta phải trao đổi với nhau nhiều hơn để hiểu nhau nhiều hơn nha. Là bây giờ mình mong muốn một cái người bạn trai của mình nó như thế nào? Thực ra thì cái tiêu chí bạn trai của em thì khoảng tầm 81 cái tiêu chí á. Vui vẻ, hòa đồng. Vì thực sự là cuộc sống ở bên ngoài á, nó đã đủ áp lực rồi. Em muốn là cả hai đều là người vui vẻ với nhau khi mà về nhà. Bạn trai phải là cái người gọi là... Đầu tiên phải là chững chạc, sau đó là phải tử tế và đàng hoàng. Có mấy cái tiêu chí mà em sợ. Em cứ nói ra, cứ nói em đi. Phải nói ra thì người ta mới biết chứ. Không biết bạn trai bên kia cao bao nhiêu. Em muốn cao nhiều nói muốn trước đi. Muốn cao nhiều nói. Bạn trai cao khoảng 1m70 cho tới 75. Vượt quá 75 là cũng không có được à. Ủa sao vậy? Tại vì em thực ra em cũng không có cao, nên là em không muốn cao quá. Rồi. Thì nó sẽ không hợp. Mà... này là em hy sinh đời mẹ để củng cố được con ấy chị. Nhưng mà thấp hơn 70 là không được luôn. Nếu mà thấp hơn 70 thì xuống 2 xăng cũng được chị. Cái người bạn nam đó là phải không rượu, nhưng mà phải biết uống, không thuốc. Mà biết hút. Nhưng mà hút vép. Dạ. 81 tiêu chí á thì gặp đúng người thì mọi tiêu chí đều về không. Đó, câu này hay. Tiêu chí mình kiếm vợ làm sao? Nói chung là ưa nhìn, hiền, và nói chung là cái tính mà cũng hướng nội chút xíu, nhưng mà trong cái hướng nội cũng có chút pha ngoại cho nó gì đó, cho nó sôi động, cho nó vui. Giữa nội giữa ngoại luôn ha, để gặp nhau để họ tính thôi. Đúng rồi. Bây giờ hỏi kiến người thân đi. Dạ,
Em gái đi với ai cưng? Dạ em đi với lại em đồng nghiệp ạ. Dạ con chào chú Nguyên Linh, em chào chị Ngọc Lan và em chào tất cả mọi người ạ. Có nhiều câu là chị hay nói giỡn á, nên mạnh miệng lắm, nhưng mà thật ra là bên trong rất hiền, không có dám làm tổn thương ai hết á. Thì chị em là một tiếp người rất là tiếp người của gia đình, rất là quan tâm người khác. Thì hồi nãy anh em nghe anh cái tiêu chí của anh á, thì em thấy chị em rất là phù hợp luôn. Còn về anh thì là em thấy anh cái cách mà anh thể hiện bên ngoài để mà em cảm nhận được á, thì là anh rất là hiền, rất là hòa đồng và rất là chân thật, chuẩn chạc nữa. Em cảm thấy là anh cũng rất là hợp với chị của em. Người ta mình đi với ai? Dạ con đi có mình à. Rồi một mình không sao, chút mình mở rào ra mình cảm nhận thế nào rồi ông mai bà mối góp ý để mình đưa ra quyết định chính xác ha. Dạ mở rào. Bắt đầu đi em trai. Dạ em chào anh ạ. Dạ em qua đi. À anh là đầu tiên gặp đó, anh cũng hơi bỡ ngỡ, nhưng mà cái chương trình nói chung cũng rất cũng hơi gấp, cho nên là không chuẩn bị cái quà gì nó chu đáo. Nhưng thì anh có một cái món quà nhỏ nhỏ là cái cây bút. Cây bút này thì nó gắn liền với anh là cũng hơn 10 năm. Anh muốn nhường lại nó để cho em và cùng viết tiếp những câu chuyện sau đó. Dạ, em có... 10 năm quan trọng còn mực hơn. Dạ. Dạ, em cũng có món quà gửi tặng anh. Thì đây là cuốn sách em chưa có đọc, nhưng mà em cũng rất là muốn đọc cuốn sách này. Không biết anh có thích đọc sách hay không ạ? À, có. Dạ, thì có gì anh đọc cuốn sách này xong có gì anh kể lại cho em. Dạ, em thì em rất là lười đọc sách, nên là em cũng hy vọng là sẽ kiếm được một người cũng thích đọc sách để truyền tải lại cho em thay vì em đọc. À, nói chung là anh cũng có hai cái hướng, là một là có cái sách để đọc riêng và có cái nữa sách để nghe. Sau chương trình thì có thể anh sẽ cho giới thiệu em cái tài khoản đó, điều cùng có thể những cái thể loại sách nó thích hợp. Dạ em cảm ơn ạ. Dạ. Ờ, anh là ở hiện tại là mình đang làm ở Tây Ninh luôn hay sao ạ? Đúng rồi, hiện tại anh đang làm ở Tây Ninh. À. Em thì làm việc ở Sài Gòn. Sau này á mình quen nhau á thì anh có lên Sài Gòn một tuần khoảng được bao nhiêu lần ạ? Khi nào em cần và có kế hoạch gì đó thì anh sẽ sắp xếp. Dạ. Công việc của anh thì anh có thể chủ động được. Em á thì quan niệm của em á là thuyền theo lái, gái theo chồng, phù hợp á thì em cũng có thể theo anh về dưới. À. Nhưng mà quan trọng là cái lúc ban đầu như thế nào thôi. Dạ. Mình dạ. Có đi được xa hơn hay không? Cái cảm xúc ban đầu thì nó cũng rất đặc biệt. Lần đầu gặp em anh rất anh thấy em rất dễ thương và anh rất mến. Như hiện tại là gia đình anh là ví dụ như sau này mà mình có đi xa hơn á thì là có ở chung với mẹ ba mẹ anh luôn đúng không hay là sao? Nếu mà đi nói chung ở nhà ba mẹ anh thì cũng thoáng lắm. Quan trọng là do ở cái con cái thôi, con cái thấy chỗ nào mà thích hợp thì cứ nó phát triển. Ý với bạn gái hỏi em đang ở với ai, nói rõ thân nhân trong nhà luôn đi. Dâu rồi đó. Làm dâu hay không, đang ở với ai luôn? Ở nhà, ở chung anh là có ba mẹ và em gái, vợ chồng của em gái. Hiện tại giống như anh, đại loại giờ anh cũng đang kinh doanh ở ngoài. Nhưng mà cái hướng anh, đại loại giống như anh đang tìm một cô nàng về để mà giống như là cái tóm kim thủ quỷ cho anh. Rồi. Em á thì... thực ra thì ví dụ nếu như mà chồng của mình làm trong cái lĩnh vực kinh doanh á thì em chỉ giữ tiền một phần thôi, còn lại là vẫn phải để tiền cho chồng, tại vì cái công việc kinh doanh là nó cần sử dụng đến tiền nhiều chứ không phải là giữ hết. Đúng rồi, em nói là anh hiểu nó, cho mình phải có những cái ngăn riêng của những từng khoản. Dạ. Hai bạn nói chuyện rất hợp với nhau luôn. Cho đó. Cho em hỏi một câu nữa được nói đi, không? Nói đi cưng, nói đi. Không biết anh có gia trưởng không ạ? À không, cái đó anh không có. Người này là không có rồi đó. Thấy rất là hiền lành luôn. Ví dụ như ba mẹ bên ngoại mà bệnh đồ này nọ các kiểu, không biết là anh có quan tâm hay không. Một khi đã về chung một nhà thì ba mẹ bên anh và ba mẹ bên em thì nói chung là tất cả thì là một. Thật ra là cổ là một người rất là sâu sắc với những cái câu hỏi mà cổ đặt ra. Thật ra hai rất người nói chuyện nãy giờ, cuộc nói chuyện rất là chín chắn. Em trai đứng lên nắm tay em gái, nhìn thẳng vào mắt em gái,
và nói đi cái cảm nhận của mình. Ủa, xin cho em xem tay trước được không? Đấy. Đây là xem tay của bạn nam á chị. Tay tay của anh thì giống là cũng hoa tay thì nói chung cũng cũng nhiều. Nhưng mà có đào hoa không anh? Chứ em sợ đào hoa quá rồi em về giữ không lại. Đào hoa là gì? Hoa tay thì nói chung là có để tượng trưng cho cái những cái việc mà có thể mình tốt nhất trong mình. Hồi em thực sự thì em cũng không quan tâm về cái hoa tay. Dạ em quan tâm về cái lòng bàn tay thôi. 5 phút coi bói bắt đầu. Em không biết coi bói đâu nhưng mà em thích coi tay thôi. Tay trái tay phải. Nhưng em coi cả hai luôn á anh. Dạ em coi xong rồi. Coi xong chưa? Rồi sao? Sao thầy? Sao thầy? Thôi em coi có phù hợp với em không? Có hợp không thầy? Dạ em cảm nhận á. Dạ, coi sao mà cảm nhận được? Coi giùm hai cái bàn tay này có dẫn chương trình chung với nhau được tới 50 năm nữa không? Thôi em chỉ có cảm nhận được của bạn nam thôi. Rồi bây giờ hai người nắm tay nhau. Cho anh xin phép nha. Nắm tay nhau đi, hai tay luôn, nhìn dạ, nhau, giao lưu cảm xúc xíu nào. Đầu tiên thì lần đầu tiên gặp em ở chương trình này và cũng nhờ chương trình này anh có thể gặp được em. Là một cái duyên nó không biết là nó gọi là như thế nào nữa. Nhưng mà cảm nhận đầu tiên anh thấy tim bàn tay em lạnh nhưng mà anh cảm thấy ấm. Em thấy bàn tay anh ấm. Anh giống như một cái máy điều hòa vậy đó, di động. Khi mà trời lạnh đó, 37 độ C là được rồi anh. Trời lạnh thì người anh nó ấm, còn mà trời nóng thì người anh lạnh. Bà em nói lên nếu mà gặp anh nào mà sáng chói rồi xói chán với lại bụng bự là được, là cứ bấm chuông. Là xói chán á? Dạ đúng rồi, sáng chói xói chán. Rồi, có bụng bự luôn. Trai có thể hát một đoạn nào đó tặng em gái đi. Hợp á. Này là em gì ơi, ở lại và yêu được không, thật lòng này ta chỉ mong. Bên dòng sông, người có nhớ có chăng ai. Có A nữa nha. Dễ thương quá, một câu đó thôi là đủ rồi mọi người, bao nhiêu đó thôi là đủ thuyết phục một cô gái rồi. Rung mà hát cà lắm luôn rồi. Sao phải đây là người có thể cùng mình đi cùng trời của đất hay không? Bấm cái nút đó là phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Anh bên kia em bấm lẹ lắm. Bên đây lẹ lắm. Em gái còn bấm chậm chứ bên đây vừa ngồi là bấm luôn. Chúng ta chính thức hẹn hò với nhau. Nào nắm tay nhau nào. Xen tay vào. Đấy, tình yêu nó phải là như thế.